quen chồng em thì em có quen một người khác nữa. Và sau khi người đó mất được một năm thì em quen chồng em. Và người trước đây em quen là một người không khuyết tật. Qua thời gian quen nhau thì bọn em cũng có một cái tình cảm gọi là đẹp. Và khi anh ấy mất thì hầu như là em cảm thấy mình là ở trong một cái góc nhỏ thôi. Em không dám bước ra ngoài thế giới bên ngoài nữa. Em thì cũng nhút nhát, không có mạnh dạn lắm. Rồi bao lâu thì không mới nắm tay em? Hình như là lần đầu tiên gặp đã nắm rồi đấy ạ. Trời ơi, nhìn mà nhút nhát cái gì. Nắm tay thì có, nhưng mà nụ hôn thì đến bây giờ vẫn chưa có. Ôi là sao? Tại vì đến bây giờ ấy, em vẫn không được phá được cái ranh giới của mình đang bao bọc lại. Em tên là Trần Văn Hưng, em đến từ Thanh Hóa, năm nay em 34 tuổi. Hiện đang công tác tại Hà Nội ạ. Em xin chào anh Quốc Thuận, em chào chị Hồng Vân. Em xin tự giới thiệu, em tên là Lê Thị Thơm, năm nay em 30 tuổi, em đến từ Thanh Hóa. Hiện em đang là quản lý của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Minh Chân. Vợ chồng em đến đây ấy, có mang đến cho anh gửi tới anh chị một món quà rất là đặc biệt. Đầu tiên đó là món quà là bánh cốm ngon nhất Hà Nội ạ. Trời em gửi tới anh chị. Rồi chị cảm ơn em. Rồi tiếp theo em gửi anh ạ. Ôi, cái này là bánh cốm hay đó là bánh phu thê ạ. Hai em ở từ một nơi rất xa vào trong đây để mà tham gia chương trình như thế này. Đó là một điều rất là quý. Thay mặt chương trình, anh và chị Hồng Vân xin cảm ơn hai em đã đến với chương trình Vợ Chồng Son nha. Cơ duyên lần đầu gặp tiên nhau. Hai bạn chúng ta gặp nhau ở đâu nè, rồi ai có cảm tình với ai trước nè? Hai vợ chồng em là có kết bạn trên một cộng đồng Facebook ấy, nói chuyện nhắn tin qua lại với nhau. Một ngày nào đó hai vợ chồng gặp nhau mà khoảng cách là vợ với chồng là cách xa 20 km. Em tự đi một mình đến để gặp vợ. Đó là cái cộng đồng Facebook, đó là cộng đồng gì em? Cộng đồng người tí hon ạ. Cộng đồng người tí hon. Còn Thơm thì sao? Dạ, lần đầu tiên ý, bọn em quen nhau ấy là em quen chồng em sau một cái sự kiện rất là buồn ấy. Là trước khi quen chồng em thì em có quen một người khác nữa. Và sau khi người đó mất được một năm thì em quen chồng em. Và người trước đây em quen là một người không khuyết tật. Qua thời gian quen nhau thì bọn em cũng có một cái tình cảm gọi là đẹp. Và khi anh ấy mất thì hầu như là em cảm thấy mình là ở trong một cái góc nhỏ thôi. Em không dám bước ra ngoài thế giới bên ngoài nữa. Đến năm 2017 á, thì em có tham gia một cộng vào cái cộng đồng mạng của người tí hon ấy, cộng đồng Facebook. Ở trong đấy em có rất nhiều các bạn nam tí hon. Nhưng mà khi mà nhìn thấy chồng em hiện tại ấy, thì em có một cái cảm giác đó là hình như là anh này rất là hiền. Và em chủ động nhắn tin. Thì anh sợ là gặp em thì em lại không như anh. Thì anh không dám mở lòng. Nhưng mà khi mà em với bảo là bây giờ chúng mình sẽ nói thật với nhau. Thì em hỏi anh là anh có phát triển bình thường không? Anh bảo là không. Em hỏi anh là hiện tại anh cao bao nhiêu và nặng bao nhiêu cân? Thì anh bảo là anh cao 1m38, nặng 30 cân thôi. Ra xong rồi em bảo là anh hợp với em rồi đấy, chúng mình về đội của nhau đi. Đấy, và từ đấy là anh mới bắt đầu chủ động nhắn tin với em. Bến bao lâu thì các em mới lần đầu tiên là gặp nhau ở ngoài đời? Bọn em nhắn tin thời gian thì thật sự em cũng nghĩ đó là một khoảng thời gian dài ạ. Và ngày mà đầu tiên bọn em gặp nhau ấy là không phải chủ động hai đứa hẹn riêng đâu. Mà em hẹn anh ấy là vào một cái dịp sinh nhật của một người bạn cùng phòng em ấy. Em bảo là anh tập ơi, khoảng 2 tháng phòng, gì đấy. Phòng em có một người bạn làm tổ chức sinh nhật. Thì tất cả các bạn bè ai cũng có cặp đôi ấy. Thì bây giờ anh có muốn đi cùng em tới cái chỗ buổi tiệc đấy không? Nhưng mà bạn em cũng là người tí hon luôn. Không ạ, bạn em là một người không khuyết tật. Dạ vâng. Bình thường. Thì anh đồng ý đi. Thì khi mà anh xuất hiện cùng với em trong buổi tiệc sinh nhật của bạn ấy, thì thật sự anh xuất hiện rất là chỉn chu, rất là hoạt bát. Và có nghĩa là anh xuất hiện mà anh không có cái kiểu là anh bị gò bó trong cái thế giới của mình nữa. Mà Hưng thì sao? Hưng nhìn cô này ở ngoài thì trong cái bữa tiệc đó thì Hưng thấy làm sao? Em thì thấy vợ em rất là xinh. Em ít nói nên em lại thích người cá tính hơn mình. Cái giai đoạn đầu tiên mà hai đứa quen nhau á, là Hưng á theo đuổi cái cô Thơm này như thế nào? Có mạnh dạn hay không? Em thì cũng nhút nhát, không có mạnh dạn lắm. Rồi bao lâu thì ông mới nắm tay em? Hình như là lần đầu tiên gặp đã nắm rồi đấy ạ. Trời ơi, gì mà nhút nhát cái gì? Rồi sau đó thì sao? Hai đứa có đi chơi riêng với nhau? Dạ có, hai lần thôi ạ. Hai lần? Vâng. Mỗi lần đi chơi như vậy là ông có nắm tay, có hôn mình không? Nắm tay thì có, nhưng mà nụ hôn thì đến bây giờ vẫn chưa có. Ôi là sao? Tại vì đến bây giờ ấy, em vẫn không được phá được cái ranh giới của mình đang bao bọc lại. Những cái xúc cảm đấy, nếu như mà mình cứ cố nghĩ tới nó ấy, thì cái cảm giác buồn nó nhiều hơn. Và em tự mặc định cho mình là không nghĩ tới những cái đấy. Còn những cái xúc cảm xa hơn ấy thì mình nên bỏ. Em rất sợ khi mà mình cứ càng nghĩ tới những cái xúc cảm bình thường ấy, thì cái đầu mình bình thường mà, mỗi cái thân mình nó không bình thường thôi, thì mình sẽ gây cho mình một cái cảm giác bị giống như kiểu là bị ức chế. Mình càng nghĩ tới thì mình càng bị ức chế. Tụi em đừng có
cố gắng để mà kềm tất cả những cái cảm xúc đó lại. Tụi em cứ hãy mở ra, tự mình open ra, tại vì mình có quyền. Mình bây giờ mình là vợ chồng rồi, chứ mình không phải là hai người bạn chơi với nhau nữa. Tức là cứ để cái cảm xúc đó nó tới đi. Còn được hay không được đó lại là một chuyện khác. Cho nên mình đừng có nghĩ là thôi mình cứ cố cũng không được, hay là mình thế này thế nọ. Đừng, mình bỏ cái tư tưởng đó đi em. Từ đây á, tụi em cuộc sống tụi em cứ cởi mở ra đi. Nắm tay, rồi có thể hôn nhau, có thể khám phá hơn như vậy nữa, thì có thể là cơ thể của mình nó sẽ từ từ nó thích nghi được, nó thích ứng được. Có thể hôm nay chưa được, nhưng mà từ từ nó sẽ được. Cứ tự nhiên mình tự mình gói mình lại chi, đúng không? Mình được quyền cởi mở ra mà, đúng không? Anh cũng ủng hộ cái điều mà chị Vân vừa chia sẻ với các em. Mà bây giờ là đã tham gia vợ chồng son rồi thì vẫn có theo từng khung bậc. Bây giờ là đến cái chuyện mà nói xấu nhau nè. Khi mà về ở chung thì lòi ra những tật xấu gì nè? Thơm có tật xấu gì không Hơn? Vợ em thì cũng có một vài tật xấu. Tính em thì rất là cẩn thận. Mà vợ em thì rất là luộng thuộng, bề bộn. Rồi gì nữa? Khi nói chuyện thì vợ em luôn là bóp chát với em chứ. Bóp chát, coi như là lấn át mình. Em phải không? Vâng. Bây giờ tới Thơm nè, bạn ấy có tật xấu gì nè? Tật xấu của anh lớn nhất ấy, đó là luôn chọc tức em. Nói ra thì xấu hổ, sáng nay vừa chọc tức em xong mới đến đây được ấy ạ. Thế chứ lại. Rồi ạ, anh cẩn thận quá, nghĩa là ý là gọn gàng quá mức luôn ý. Ví dụ em đi làm về xong em vừa mới bỏ cái áo xuống cái, vô tình thôi em đi ra ngoài mà quên không cất vào là thôi rồi. Kiểu gì cũng la, nhưng mà anh kêu á, anh bảo lại bảo em dọn một lần không nói đâu, 4 lần, 5 lần, khi nào mà em cáu lên thì thôi anh không nhắc nữa. Còn không là nói hoài. Anh có phải là người luôn luôn tạo sự bất ngờ cho em không? Có lãng mạn, phải là người không? Lãng mạn không? Anh là thuộc tiếp người là lãng mạn trong cái sự khô khan. Chưa hiểu. Có nghĩa là anh rất thích tặng quà cho vợ, nhưng mà cái món quà đấy thì vợ phải tự mua. Từng ngày cứ hỏi vợ ơi, vợ có thích cái này không? Thì nói thật là tiền bây giờ là vợ chồng rồi, bây giờ bảo thích thì lại bảo là đua đòi, đua đòi hay là suốt ngày đòi cái này đòi cái kia. Thì luôn luôn câu trả lời là không, em không thích đâu. Lại hỏi vợ có thích hoa không thì hỏi chị xem con gái trên thế giới này có ai không thích hoa đâu. Không, em không có thích hoa đâu, hoa ui, nó không có nghĩa. Toàn phải như thế không, luôn luôn phủ định là mình không thích một cái gì cả. Để cho khỏi mua, đúng không? Khỏi, với lại khỏi bị mang tiếng là mình đòi hỏi, đúng không? Tại vì nếu mà muốn mua thì lại đi mua lấy thì mua làm gì nữa. Nhân đây thì em mong muốn thay đổi điều gì? Em mong muốn chồng thay đổi gì nè? Cái điều mà em mong muốn duy nhất hiện tại và bây giờ ấy, thân hình mình là tí hon. Người ta nghĩ rằng mình là trẻ con, nhưng em chỉ hy vọng anh là từ ngày bây giờ ấy, môi trường hiện tại của bọn em đang làm việc là một môi trường cực kỳ tuyệt vời. Ở nơi đấy bọn em được học rất nhiều, và học cái quan trọng nhất đó là học cái đối nhân xử thế. Học cách làm sao để cho mà khi một người không chỉ là những dạng tí hon bọn em mà những người khuyết tật khác bước chân ra ngoài bên ngoài kia ấy, thì đều có sự tôn trọng. Và em rất mong rằng là chồng em sẽ học được tất cả những gì mà ở môi trường hiện tại mang đến cho chúng em, để chồng em một ngày nào đấy có thể đứng trước gia đình và tự hào tuyên bố rằng con là một người trưởng thành, chứ không phải là một đứa trẻ như ngày hay trước. Quá. Hay quá. Rồi bây giờ em mong muốn Thơm thay đổi điều gì? Em mong muốn vợ em có thể là hiền nói chuyện thì không nên cáu gắt, mềm đi một chút. Với vợ, thực ra là khi mà em nói những cái mong muốn của em, chị biết em là một người, cái đầu em trưởng thành hơn chồng luôn. Em có những suy nghĩ chín chắn hơn chồng. Thì bây giờ cái điều mà chị mong muốn ở em là sau cái hôm nay em phải tạo sự tự tin cho chồng. Em sẽ làm được điều đó, để tụi em sẽ chứng minh cho mọi người thấy rằng là cho gia đình, cho cha mẹ thấy rằng chúng con đã là những người trưởng thành rồi. Rồi chúc tụi em đạt được mong muốn nha. Chúc cho hai vợ chồng em luôn luôn vui vẻ và sẽ hòa hợp với nhau trong tất cả mọi thứ nha. Cảm ơn em tên đầy đủ là Nguyễn Xuân Phong, năm nay 29 tuổi, hiện em đang kinh doanh về lĩnh vực dược phẩm. Còn cô dâu? Dạ em tên Nguyễn Thị Thu Loan, năm nay 29 tuổi, em là bên Sì Ba Mất Khóc Trang Điểm, ở dưới quê Bình Định của em chị. Em làm dưới Bình Định? Dạ. Còn em thì ở thành phố Sài Gòn. Ủa hai vợ chồng vậy ở sao? Thì lúc nào em nhớ vợ em thì em ba thì bên Bình Định. Có nghĩa là bây giờ vợ em là ở Bình Định. Yeah. Còn em ở Sài Gòn. Yeah. Rồi lúc nào em nhớ vợ thì em sẽ từ Sài Gòn bay về Bình Định. Yeah. Bao lâu mới nhớ một lần? Thường thì 1 tháng hoặc 2 tháng, tùy theo công việc nhiều hay ít. Em lấy nhau bao lâu rồi? Dạ được 3 năm rồi. 3 năm rồi. 3 năm mà đi về về vậy à? Dạ không, 2 năm đầu tiên hai vợ chồng em sống ở Sài Gòn luôn. Sau đó thì mới chuyển hết toàn bộ về ở Quy Nhơn làm. Vậy thì hai em lần đầu tiên gặp nhau và quen nhau ra sao? Cái này để em kể, tại vì lần đầu tiên á là một sự trùng hợp, là em đi spa, cái đây là em chở chị em đi, thì xong cái em được vợ em là tư vấn là chăm sóc da luôn. Thì lúc đó em làm thì cảm nhận vợ em lúc đầu á là rất là dễ thương, ăn nói hay ngọt ngào, và cái đặc biệt là lúc làm cho em á
rất là mềm mại và dễ thương. Xí, tức là lúc đó là em đi spa của vợ em ở Bình Định luôn hả? Dạ không, ở Sài Gòn. Chị ở Sài Gòn, lúc đó là em làm Sài Gòn đúng không? Dạ, lúc đó em làm Sài Gòn chị. Hiểu lúc rồi, đó là em chưa có mở đúng không? Dạ chưa, lúc đó em làm là nhân viên cho người ta. Bây giờ là làm chủ rồi, dạ, mà ở ngoài Bình Định. Em có chồng, em về quê em lập nghiệp. Rồi, hiểu rồi, hiểu rồi. Tại con em nhỏ, em không đi làm được. Rồi rồi, cái ấn tượng đầu tiên của em khi gặp người đàn ông này thì như thế nào? Em thấy anh nói chuyện rất là chân thật và rất là dễ thương. Ngoài nhìn người em thấy lịch sự, em cũng thấy rất là mến anh. Lần đầu tiên cô ấy áp hai cái tay vào má của mình nhẹ nhàng nhẹ nhàng, da chạm da thì cảm giác của em? Dạ cảm thấy thoải mái và rất là sung sướng. Rồi sau đó ai là người theo đuổi người đầu tiên? Dạ em là theo đuổi vợ em trước. Thì tối hôm đó lúc mà làm xong á là em xin số điện thoại vợ em luôn. Tối đó là em rủ vợ em đi xem phim. Thì nói chung là rất là vui, hay vui lắm. Làm gì vui? Nắm tay anh. Tại lần vì... đầu tiên đi coi rồi nắm tay rồi hả? Dạ, cái này là ga lăng. Tại vì người ta nắm tới cái mặt người ban ngày rồi thì nắm tay được. Cái đó là công việc người ta mới nắm. Này ông tò mò nhiều cái người ta khó nói. Dạ em đính chính xíu là tại vì đường nó rất là tối nên em nắm tay ga lăng dẫn bạn vô thì nó sẽ lịch sự hơn. Rồi đến khi nào thì em mới quyết định tỏ tình? Thì sau chính thức 3 tháng thì tụi em chính thức với nhau. Khi nào thì hai đứa mới quyết định là đi đến hôn nhân? Dạ 1 năm sau anh. Anh nghĩ em là một người phụ nữ dịu dàng, nhẹ nhàng, có nhan sắc như vậy. Vậy thì tại sao em lại quyết định lấy chồng sớm như vậy? Dạ em nghĩ cỡ tuổi đó cũng được chứ không có sớm. Gặp anh này là rất là hợp với em, chứ trong lòng em nghĩ ảnh là một người rất là tốt và chân thật. Còn giàu nào em không quan trọng. Mà rồi lấy xong rồi thì có đúng như cái điều mình suy nghĩ không? Dạ không. Sao vậy? Dạ thôi chị là bà chị đi. Lúc đầu thì anh rất là nhẹ nhàng, dễ thương và rất là lịch lãm nữa. Sau cưới xong thì tính ảnh em phát hiện ra rất là cộc cằn và nóng nảy. Ví dụ cái nóng nảy dữ nhất của ảnh là như thế nào? Nói chung là hai vợ chồng em là chỉ cãi toàn là chuyện đâu đâu chứ không phải là chuyện lớn. Nhưng mà ảnh không kiềm chế lòng được, lúc nào anh cũng nóng tính, ảnh cũng quát nạt ăn hiếp em là nhiều hơn. Cái nóng tính mà thể hiện lớn nhất đó là cái gì? Là mỗi lần có chuyện gì á em không hài lòng em nói ảnh để anh bỏ bớt những chuyện xấu của ảnh, mà ảnh không nghe lời em nạt ảnh kêu cho thôi im miệng đi không nói hoài này kia nữa. Cho em nói xíu, tại vì vợ em á thì có tính đó là hay nói nhiều, nói dai, rất là dai. Mà em đi làm về cảm thấy rất là mệt mỏi mà vợ em cứ nói bên tai em miết vậy á, cho nên em hay lớn tiếng là lý do đó. Ngoài lớn tiếng ra thì còn có những hành động gì nữa không? Dạ có, em là anh tát vô mặt. Bị tát mấy lần? Dạ hình như là cũng 4-5 lần. Và mỗi lần mà chồng em tát em như vậy em như thế nào? Em rất là ức trong người, tại vì em không làm thì có lỗi em hết. Cứ nói thí dụ như là em nói những người đó cái em kêu anh cứ dạy qua người ta tới nha, người ta tết anh thì cái ảnh kêu em kêu không em vẫn tát vô miệng thì em tức lắm, nghiền một người khác mà anh đánh vợ ảnh, em lại rất ức chế cái chỗ đó. Bây giờ riêng cá nhân anh rất mong muốn em đừng bao giờ đánh vợ nữa. Bởi vì đó là một hành động không thể nào chấp nhận. Dạ ok em hiểu. Đúng rồi, chị rất đồng ý kiến của anh Thuận đó. Vợ em á có những lúc á nó lên cao trào á thì em kiềm chế không được, vậy hai chồng cùng nóng hết cho nên không kiềm chế được, cho nên em mới hành xử như vậy. Thì sau đó rồi thì tối lại em cũng năn nỉ em xin lỗi vợ em thì hai chồng vẫn hòa lại bình thường. Mà chị hỏi nè, là nãy vợ em nói là cái chuyện nhỏ xíu à mà tự nhiên là nói qua nói lại thành ra là có cái chuyện mà cái tác như vậy, chị nói ví dụ là chuyện gì? Giống như là em ở công ty em á thì có những đứa nhân viên á nó mới vào công ty thì em hỗ trợ nhân viên á rất là nhiều thứ, cho nên mà vợ em không hiểu á thì cứ nghĩ em trăng hoa với bạn hay là rủ bạn về nhà chơi thì thái quá, không thích như vậy. Rủ là rủ sao? Rủ bạn gái về nhà chơi? Dạ đúng rồi. Em thì em không có nghĩ là em ghen chồng em vì em rất là tin chồng em. Nhưng mà em không có thích cái kiểu mà cứ mỗi người do công ty bất cứ trẻ già hoặc là trai gái và ảnh cũng vậy. Trong công ty nhiều người không hỏi ai cứ hỏi ông chồng em không mà cứ nói là cho ồ anh làm chỗ đó làm sao, anh phải đi tới chỗ nào anh chỉ em đi. Cái ảnh phải đi suốt ngày với người đó, phải chỉ dắt, giống như đi dắt từng bước. Nhưng mà ngược lại những người làm trong công ty ảnh thì không có ai là như vậy hết. Em mới thấy tức quá em kêu cho mất mứa về chuyện của anh lo làm, còn người ta mới vô làm chuyện người ta mất mứa anh phải đem công việc. Rồi cái mới vừa xách cặp đi làm về cái chuyện nghe cái tiếng cái người con gái đó nói ủa anh Phong giờ em phải đi tới chỗ nào để em lấy cái hàng đó, hoặc là em phải xin số điện thoại ai, hoặc là tới cửa hàng nhà anh rảnh anh đi với em. Vậy đó chị nghĩ thôi, em không nói hoài mà ảnh không bao giờ anh nghe lời em. Anh kêu là tính ảnh là không có phải là trai gái này kia, ảnh thích đó, là người nào vô ảnh hay giúp đỡ, vậy có sao đâu, em cứ cằn nhằn hoài. Em kêu anh đừng có làm như vậy, làm vậy chỉ một người con gái người ta tưởng anh thích người ta,
thì người ta mới giúp đỡ nhiệt tình như vậy. Chị hỏi nè, đối tượng mà anh chị bảo á là con gái nhiều hơn. Dạ đúng không? Rồi, con gái, cứ con gái vô một cái là đi cà phê hoặc là chở đi tới chỗ kia chỉ việc làm, không lo gì đến vợ con hết á chị. Ừ. Em đã có bao giờ em gặp một người con gái nào mà chồng em chăm sóc kiểu đó chưa? Dạ hình như là người con gái nào chồng em cũng làm như vậy hết á. Không, nhưng mà có bao giờ mà em gặp trực tiếp cái người phụ nữ nào chưa? Dạ em có lần em cũng đi uống cà phê với người con gái đó, đi chung với ảnh luôn. Thì em có cảm nhận được là cái người con gái đó thích chồng em không? Dạ hình như là em có cảm nhận chút chút rồi. Thí dụ như 10 phần chỉ được 2 thôi, còn 8 phần em không có tin. Còn em? Tại vì nhân viên mà chị thì nếu vô công ty thì em có trách nhiệm phải giúp đỡ. Luôn luôn lúc nào em sống cũng vậy hết á. Mà vợ em thì không hiểu cái này đó, không hiểu được cái cách nghĩ của em và cái cách sống của em. Cho nên vợ em lúc nào cũng ghen cái này đó. Có những cái em cảm thấy rất bình thường nhưng mà vợ em vẫn ghen. Thì em cảm thấy hơi khó chịu xíu. Nói chung là khi mà... nhau. Dạ. Em không có thích chồng em mà đối xử với con gái mà quá tốt như vậy. Chị hỏi nè, vậy chứ hồi lúc mà yêu nhau á là em có nói em cằn nhằn chồng em dạ nhiều? Dạ không, như tại vì yêu nhau á là ảnh đi làm ngoài đường, ảnh có tiếp xúc bao nhiêu người con gái em cũng không hề biết được. Rồi về rồi em mới thấy, cho lúc trước em mới quen ảnh mà nếu có tính vậy em không bao giờ em ân ảnh. Giờ chị hỏi em nè, em có muốn chồng em thăng tiến nữa không? Dạ muốn chị. Muốn thì em đừng bao giờ để chồng em thành một cái người bình thường. Chồng em phải là một người phi thường thì chồng em mới có thể thăng tiến được. Cái đó chị nói nghiêm túc. Chị nói em nghe nè, cái bản tính của chồng em là có trong chị, ai chị cũng giúp đỡ hết trơn á. Người ta cần là mình giúp đỡ. Còn cái việc của em hay hay không em giữ chồng em mà không phải giữ kiểu như em. Giữ kiểu như em á, em thấy không, hoàn toàn á, những cái thiệt thòi là em hưởng hết. Em bị tát nè, em bị chồng em nóng nảy nè, em bị chồng em đập đồ rồi thế này thế nọ. Trong cái lúc đang yêu á, em đâu có bị chồng em xử sự như vậy. Bởi vì em không phải như bây giờ. Em hiểu với chị không? Cái cách giữ chồng á không phải là mình cứ ngày hôm nay phải ở sát bên tôi biểu anh làm cái gì anh phải làm cái đó là em giữ được chồng. Chị thấy vậy nè, tụi em á thương nhau yêu nhau mà nó chỉ có một chút xíu cái việc mà chưa có đồng quan điểm thôi. Bây giờ em thử đi về cái điều mà vợ em mong mỏi ở em á, nó đơn giản quá, nó không có gì khó khăn hết trơn á. Em vẫn tốt với mọi người, nhưng mà khi nào vợ em có nói rằng là ở anh ơi em khó chịu với cái cô đó lắm, em không muốn anh gì vậy, em thử em nghe lời vợ em một lần thử xem là nó còn càm ràm hay không. Nếu như mà nó vẫn càm ràm thì đó là bản tính bà thích càm ràm. Còn nếu như á em nghe vợ em mà vậy em không càm ràm thì có nghĩa là cái đầu mối xung đột của em, của hai chồng em là ở chỗ đó. Đúng không? Chồng em chỉ có quýnh em khi mà em càm ràm thôi. Em thôi vậy em đừng nói nữa, em lấy điện thoại em nhắn tin đi, anh ơi cái cô đó đang là mối đe dọa của hạnh phúc chúng mình đó, rồi coi chồng em xử sự sao. Thử thay đổi chiến thuật. Nói chung chồng em đến với chương trình này á là duy nhất một lý do là chồng em muốn rằng em hiểu chồng em. Em hiểu rằng chồng em rất yêu em. Thì cũng thông qua chương trình là em hứa với vợ em là em không đánh vợ em nữa. Về thăm vợ nhiều hơn đúng không? Tại nên sao hai người không ôm nhau một cái đi? Đây là những giọt nước mắt hạnh phúc, rất là hạnh phúc. Dạ, con tên Phạm Hiệu Quỳnh Như, năm nay con 25 tuổi. Nào bây giờ mình chào nhau cái nào? Chào chị Hồng Vân, chào chú Quốc Hận. Trời ơi. Cái gì vậy em? Lâu lắm rồi không té ghế đó. Sao vậy? Tức hết tức, tức. Sao? Rồi, tức, em tức, tức cái gì? Không. Em ganh ghét cái gì trong chuyện này? Tại sao vậy hả? Em ganh ghét cái gì? Tại sao? Chị có mua chuộc gì không mà sao mới vô cái cô dâu chơi em vậy? Chị mới gặp người ta mà đúng không? Dạ. Bây giờ sự thật sao thì là mình nói vậy đúng chào không? Chào đất ơi, chào đất ơi. Em chào lại đi, em chào lại cái này. Chào chị Vân, chào chú ông. Chú Quốc Tuấn. Rồi xong đó, cũng vậy, đó là người Tây người ta rất là có sao nói vậy người ơi, em có cái gì đâu. Này nó phải Tây chắc quánh rồi. Sao vậy? Trời. Ủa tại sao vậy? Người ta nói á là người ta sẽ có. Bây giờ cái răng cái tóc là gốc con người đúng không, cưng? Cái gốc em ở đâu? Cái gốc nhổ em không hết có à. Cái gốc. Nhổ cái gốc rồi. Thì chỉ bứng cái gốc rồi. Chỉ có những người lớn tuổi á, người ta mới rụng sạch không còn một cọng tóc nào thôi. Đúng không? Có cái gì đâu mà phải. Ôi trời ơi, nhưng mà mình bị sốc đó nha. Nhưng mà không sao cả. Anh nói cho em biết chương trình này là chỉ có anh và chị thôi. Đừng có chú gì đi chứ. Mặc dù ngoài đời lớn em rất nhiều. Chào chị, chào lần nữa. Chào chị, chào cô Hồng Vân. Chào cô Vân, chào chú. Không, chị luôn. Bây giờ để cho chú Quốc Thuận đỡ buồn thì mình gọi chú Quốc Thuận bằng anh luôn. Chào chị Vân, chào anh. Anh bắt đầu có thiện cảm với em rồi đó anh trai. Rồi. Ok. Ok, mà em giới thiệu về mình. Mình con là con là em em tên là Dũng. Dũng. Wow, Dũng là tên Việt Nam.
Thân Việt Nam. Dũng mấy tuổi, làm việc gì? Thân tiếng Anh là Josh. 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 Yeah, Josh. Yeah. Yeah. Tên tiếng Anh là Josh. Em đến từ đâu? Từ American hay là England? Em là người Úc. 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 Australia. Ừ. Em bao nhiêu tuổi? 29 tuổi. 29 tuổi, em làm nghề gì? Em là kỹ sư. Kỹ sư. Về điện, về nước hay là về IT hay là về gì? Construction. Kỹ sư xây dựng không? Xây dựng. Yeah, kỹ sư xây dựng. Yeah. Dạ, giờ tới em. Dạ, con tên... Con nữa hả? Em đi. Giận lắm rồi em. Em tên Như, năm nay 25 tuổi, em làm nghề spa. Spa. Dạ, làm spa. Đẹp. Như ơi, anh muốn hỏi nè, cái làn da này của em á, là làn da là trước giờ hay là làn da nó có nhuộm rồi? Làn da trước đó là của em nó cũng màu, nó cũng nâu nhưng mà nó không có đậm màu như vậy. Là do sau khi mà có chồng á, với lại bên Tây người ta thích da nâu. Cho nên dưỡng nâu thêm cho nó đậm lên thêm. Thế mình làm spa mà bây giờ da muốn trắng hay là muốn nâu hay là muốn gì là do mình hết đúng không? Dạ, nhưng mà ở bên bển thì thấy đẹp. Còn ở bên đây lúc trước cũng có nhiều người nói trời sao cái anh này ảnh đẹp trai, ảnh trắng vậy mà ảnh có cô vợ này đen mà xấu kiểu vậy. Còn bây giờ thì con thấy thời đại 4.0 cho nên nó hơi open xíu. Cho nên thì mọi người cũng ok với cái làn da này. Có nhiều người thì thấy là thích, thấy lạ, khen đẹp. Còn có nhiều người Ai nói như xấu vậy? Ai vậy? Anh đang sang tay áo nè, ai nói anh xấu vậy? Wow. Vợ của em á, quá trời đẹp đúng không? Đẹp. Very very đẹp. Beautiful đẹp right? Quá. Quá đẹp. Ai mà dám nói là em xấu hả? Em có thích cái làn da nâu của vợ em không? Do you like skin? Da đẹp. Da đẹp. Yeah, đẹp đúng không? Đẹp. Nhưng mà cái lúc mà lần đầu tiên em gặp Như á, là Như gặp chưa nhiều. Có cái làn da nâu nhiều như vậy. Nâu nhiều. No, before when you met me, do you have like the I have like this skin or like why? When I don't really mind about a girl's skin color. It doesn't bother me. So if her skin was brown or white, doesn't matter. It matters about how she is as a person. Giống như là lần đầu gặp con thì cái da cũng nâu nhưng mà ảnh không có quan trọng về cô gái là cái làn da, chỉ là cái inside là ở trong cái tính tình tâm hồn đúng không? Rồi thôi bây giờ nè, anh rất muốn nghe cái câu chuyện tình yêu của các em. Lần đầu tiên hai em gặp nhau ở đâu? Và em ấn tượng gì ở Dũng và Dũng cũng ấn tượng gì ở Như? Lần đầu tiên con gặp, con xin kêu cô đi cho nó quen. Tại vì cô Dân cũng chắc cỡ tuổi mẹ con. Mẹ con nhiêu rồi? Mẹ con 54, 55 á. Yeah, the same luôn á. Mẹ con tuổi Ngọ hả? Ủa, mẹ con tuổi Tức á cô. Tức là thua tuổi cô. Vậy là cô lớn hơn hả? Đúng không ta? Sinh năm bao nhiêu? 6 mấy? 69 á cô. Thua cô. Sao như vậy là không phải 69 đâu mà là tới 70 lận. Mẹ con là 70 tuổi Tuất. Dạ. Rồi. Là bằng em trai cô. Ok. Cứ xưng bằng con cũng được. Dạ. Rồi. Là gặp nhau, gặp cái anh này là bữa đó là con nghe chăng cái ngày sinh nhật của con. Đêm đó là con đi chơi, đi trong một cái quán bar, đi cùng đám bạn sinh nhật. Thì anh này anh đi chung với một anh kia nhưng mà không quen biết gì nhau hết. Chỉ là đứng gần bàn thôi, thì lúc đó từ xa là thấy anh này anh cũng có để anh nhìn thôi. Nhưng mà cũng nhìn anh là thấy anh hiền quá. Thường mấy cái anh mà người Tây á, người ta rất là phóng thoáng. Người ta thích mình là người ta tự chủ động người ta tới à. Rồi sau đó cũng vô tình là cái chị mà đi chung bàn của con á, thì anh quen với cái anh bạn của anh này. Cho nên hai người mới đi qua trò chuyện. Thì ở trong nhóm đó thì không ai biết tiếng Anh nhiều, chỉ có mình con biết tiếng Anh thôi. Cho nên mới tiếp chuyện với anh này, mới nói chuyện với anh này thì uống rồi say xỉn, sau đó rồi đi về. Mà anh ấy về không có cái liên lạc gì hết luôn. Mà con gặp ảnh là đêm thứ ba. Cái sau ngày thứ bảy là anh đi về nước. Rồi ngày thứ bảy là buổi trưa con đi uống cà phê. Ảnh ở cái khách sạn là gần ngay đó luôn, ngay chỗ Starbucks. Đi xuống luôn, ảnh chuẩn bị đi ra sân bay. Thì vô tình con vừa xuống taxi gặp ảnh, vừa bước xuống là hai người gặp nhau mà kiểu mà nhớ mãi mãi, mà nhớ hoài không biết gặp ở đâu. Tại vì đêm đó là ban đêm gặp nhau là lộng lẫy lắm. Còn bên ngoài thì bình thường không có được đẹp. Cứ nhìn hoài cứ nhớ anh này mà mình gặp trong cái thời gian là không có được kiểu sai á cô, không có được tỉnh táo một xíu. Cho nên đứng nhớ hoài, hồi mới nhớ chực ra là gặp nhau cái đêm đó. Thì mới lại nói chuyện, thì anh nói là anh chuẩn bị anh về nước. Thì hai người ngồi nói chuyện đâu khoảng 2 tiếng.
thì mới nói chuyện, rồi xong rồi ảnh mới xin Facebook của con, rồi về bển mới bắt đầu tiếp chuyện, nói chuyện là... dạ dạ. Còn Dũng á, là khi mà Dũng when you meet her you fall in love with her. What about me, like what make you like think like when I first met her em thấy em nhìn chăn chó. Nhưng mà không nhìn chăn chó. Nhưng mà trời ơi, đẹp quá. Tiếng Việt không rành nhưng mà tiếng lóng rành quá ha. Chăn chó rồi đó. So I'm more curious about her and I want to get to know her more. But I felt instant attraction straight away. Anh nói là giống như là thường là ảnh cái kiểu cũng đẹp trai. Anh thấy thường ở Việt Nam là mấy cô gái gặp ảnh là kiểu thích hay là tấn công. Còn con thì gặp ngay cái kiểu chảnh chó không quan tâm, cho nên ảnh tò mò, ảnh muốn tìm hiểu thêm. Ôi, đợi xíu. Ok. Đâu quay nón nhiều rồi, quá, keo nằm hello. Dính. Quay nón nhiều quá. Rồi. Như vậy là sau đó thì là ảnh về nước ảnh. Dạ. Thì ở ảnh về bao lâu em? Ảnh về đâu 3 tháng là 3 hai tháng người. Trong 3 tháng là hai người là chắc chắn là phải là nhắn tin. Nhắn tin từ khi ảnh về bển là hai người nói chuyện mỗi ngày luôn. Liên tục đúng không? Liên tục từ sáng tới tối luôn mà nói mỗi ngày, nhưng mà không phải là hai người không có nói là phải yêu nhau hay là gì hết, với cái mức là bạn bè. Tại vì trong thời gian đó là con vừa mới chia tay bạn trai cũ. Ảnh thì ảnh cũng mới vừa chia tay với bạn gái, vừa mới chia tay khoảng một tuần luôn. Cho nên hai người đang muốn tập trung cho công việc, không có muốn mà phải là muốn là bạn bè chia sẻ những cái trong cuộc sống, những cái này kia nọ thôi, chứ không hề nghĩ tới cái chuyện là mình tán tỉnh nhau đúng không? Cũng biết cái cảm giác thích nhưng mà sợ không dám muốn đi sâu hơn nữa. Rồi để hỏi, khi mà Dũng xa Vi á thì Dũng có nhớ không? I was scared of the love. You miss her when you lay farther away from me. Do you miss me? Yeah. When we first started talking, I started to get really lots of love for her, instant attraction, and it started to scare me at first. Em sợ a little bit, but then I didn't fight my feelings, and I knew I had to make it work with her. So that's when I moved to Vietnam, then decided to som in Vietnam. Về quyết định luôn đó là. Dạ. Sau đó là về sau 3 tháng là về Việt Nam luôn. Dạ không có, giống như là lúc đầu anh gặp con thì anh cũng có cảm giác là yêu nhưng mà sợ phải, tại vì công việc ở bển. Nhưng mà lúc đầu con gặp ảnh thì con nói là không muốn yêu xa, tại vì mới vừa kết thúc một cuộc tình yêu xa thấy không có kết quả, sợ phí thời gian, cho nên không muốn yêu xa. Thì sợ hai người mới gì? Dạ nó sợ mất con, Dũng sợ mất con. Dạ chuyển về đây nó làm. Dạ rồi ảnh cũng âm thầm ảnh chuyển về đây luôn. Ảnh không có nói, ảnh không hứa với con điều gì hết, nhưng mà lúc đó là chỉ hai người không có nói là yêu nhau hay là hứa hẹn gì hết, chỉ là tâm sự thôi, là tại sao mà chia tay kiểu vậy. Đó thì ảnh mới, ảnh nói là ảnh gặp con là ảnh có cái cảm giác giống như là có cảm giác gì khác với mấy cô kia mà ảnh từng quen. Cho nên hả ảnh quyết định ảnh về đây. Rồi sau đó thì là sau 3 tháng là ảnh về đây. Sau 3 tháng xa nhau là ảnh về đây. Rồi bao lâu thì ảnh mới bắt đầu coi như là tỏ tình và muốn em là bạn gái của anh? À sau 3 tháng anh về đây là mới gặp nhau, là một tuần đó gặp nhau là để bắt đầu tìm hiểu thôi. Rồi xong anh về đây được một tuần, ảnh về bển lại. Về bển lại anh mới bắt đầu là anh nói là anh yêu con, anh muốn là đi sâu hơn nữa, anh muốn nghiêm túc cái mối tình này. Thì con mới nói là thì mình để nói chuyện từ từ đi, bây giờ con cũng biết là có cảm giác yêu nhưng mà có cái gì đó cứ sợ cái tới không tới mà lui không lui, cứ vậy hoài không tới đâu á. Dạ đúng rồi, cái mới ngừng nói chuyện đâu khoảng một tuần. Ngưng nói chuyện khoảng một tuần rồi xong rồi ảnh mới nói thôi mình cũng làm bạn đi. Con cũng nói thì đâu hồi đó giờ đâu có nói yêu nhau đâu mà làm bạn. là làm bạn mà. Cái xong mới không nói chuyện tuần, cái xong rồi tuần sau đó ảnh mới nhắn tin. Ảnh mới nói thiệt là ổng đừng có suy nghĩ mà con cái mối tình kia không tốt, thì đừng có suy nghĩ cái người khác như vậy, mình phải mở ra một xíu. Đó thì cho ổng cơ hội để giống như là ổng sẽ chứng minh con là tỏ. Nhưng mà ổng không hứa với con điều gì, ổng sẽ làm. Cho nên 2 tháng sau ảnh qua thăm con được một tuần, cái 2 tháng sau qua nữa xong là bắt đầu ảnh quyết định về đây luôn, mà ảnh về đây mà con không biết luôn. Vậy hả? Ảnh về đây con cũng tưởng đó là qua thăm con, nhưng mà ảnh đem quá trời đồ luôn. Cái con mới hỏi ủa chuyến này qua bao lâu? Ảnh mới nói là qua ở luôn. Nhưng mà lúc đó con cũng cái cảm giác con cũng sợ
tin khoảng chừng 50% thôi. Đến khi nào thì em mới tin tưởng anh hoàn toàn và chấp nhận anh? Chắc từ sau cái vụ dịch này á cô. Có nghĩa là chuyện xảy ra là cách đây bao lâu? Cách đây khoảng năm rồi là trước khi ảnh qua là tháng 8. Tháng 8 ảnh qua anh ở, xong tới tháng 12. Tháng 12 anh về bển, ảnh ngay trăng Tết ở bển á. Là xong rồi ảnh về bển xong ảnh xin cái giấy độc thân. Ảnh xin cái giấy độc thân mà ảnh cũng hai người không nói là phải cưới nhau hay gì hết. Mà tự nhiên ảnh âm thầm ảnh xin cái giấy độc thân. Cái ảnh qua bên đây, cái ảnh mới nói là xin visa mỗi lần, tại vì visa của ảnh ở đây là visa du lịch 3 tháng xin một lần. Ảnh nói làm gì mất thời gian người này kia. Mình nghĩ là mình có cái giấy mà kết hôn á là mình sẽ được visa 5 năm. Con mới nói thôi cái đó để em suy nghĩ, tại vì mới hai người mới về sống chung mà. Cho nên chưa có tin tưởng gì nhiều mà con sợ kết hôn nữa. Cho nên hả, ở từ từ mới có. Mình thấy anh này kiểu anh hay giỡn, anh hay chọc ghẹo. Mình thấy kiểu anh còn nhỏ so với cái tuổi con, thì con thích đàn ông chững chạc khoảng chừng 35 tuổi. Mà từ từ ở thì thấy anh này cái tính ảnh trẻ, ảnh vui, ảnh hay giỡn, nhưng mà cái tính ảnh thì cực kỳ đàn ông. Cho nên con ở con cảm thấy con làm thoải mái mọi chuyện, cho nên mới quyết định là kết hôn. Bao lâu thì tụi con ở chung với nhau? Lúc ảnh qua đây là ở chung liền luôn. Là cái lần mà dọn đồ về ở luôn đó. Dạ, lúc đó cũng có nói là con nói là không ở chung, tại hồi đó giờ con không ở chung với ai. Nhưng mà tự nhiên sau ấy ảnh này ảnh qua đây vì mình một mình. Cái mình vừa đi thuê nhà đồ cho ảnh, cái vừa đi về. Xong rồi về nhà mà sao ổng cứ nhắn tin hoài mà thấy cũng tội nghiệp. Tại vì qua đây vì mình không có bạn, không có ai ở đây hết. Cái cứ dạ đúng rồi, cái cứ qua ngày đem một bộ đồ, hai bộ đồ qua từ từ rồi ở chung luôn. Hai chót. Nhìn thấy cái hình ảnh này rất là dễ thương. Đó, vợ em nói rất là nhiều mà anh thấy là em nhìn vợ em chằm chằm vậy đó. Em có hiểu vợ em nói không? What's that? You know you speak too much. Yeah, like when I'm talking and then you just look at me. Yeah. Do you understand what I say? Some bits chip seal. Still learning Vietnamese. Hop tiếng Việt, tám tháng rồi. Năm tháng rồi. Tám tháng. Tám tháng. Dũng có cảm thấy hạnh phúc khi mà cái lựa chọn của Dũng với Vi không? Như không, khi mà Dũng bỏ gọi là công việc like ở bên kia. Happy or say when you move over here to live with me? How is your life right now? At the start, I was a little bit scared, but I knew as soon as I started talking to her more every day, we were talking, and I knew that it was the right decision. My family thought I was crazy to move to Vietnam to live straight away with her, but I knew it was the right decision, and I'm happy that I've done that. It's definitely made my life happier. Là ông nói lúc ban đầu là sự lựa chọn về đây là kiểu cũng hơi sợ, cũng hơi lo lắng mọi thứ. Với lại gia đình của anh ở bển cũng nghĩ anh bị khùng. Tại vì mới chưa có biết, mới gặp cô gái có một lần đầu tiên mà chưa có thời gian gì hết. Rồi qua đây luôn kiểu vậy, rồi sợ lựa chọn không có đúng đắn á. Nhưng mà sao về đây ở rồi mọi thứ nó thay đổi, nó khác. Cho nên anh thấy anh vui, anh hạnh phúc với cuộc sống này. Rồi, em gỡ ra luôn cái băng keo không bao giờ dính được, mà đâu cần phải dán băng đâu. Gỡ cái băng keo ra để định không phải thấy ông rau quay nón nhiều rau quá. Rau quay nón không bao giờ băng keo nó dính đó. Em bỏ, con bỏ luôn đi, con đâu cần phải dán đâu con. Dán ở dưới không được nó bung lên đó. Không có bung. Tụi nó hờ vậy thôi chứ nó không có bung. Keo dán sắt nha. Hello. Được mà, được không? Ok. Đó. Rồi. Tiếp tục nha. Khi mà trước khi mà em đồng ý dọn về sống chung với ảnh á, ảnh thể hiện như thế nào, ảnh nói như thế nào mà em đồng ý em về em sống chung không? Ảnh không có nói gì hết á, giống như là thấy ảnh một mình tội nghiệp rồi cứ qua chơi rồi ở gần nhau rồi qua chăm sóc rồi. Dạ, tại vì ảnh về đây vì con, ví dụ như ảnh về đây là ảnh công việc, rồi mình gặp ảnh ở đây thì khác. Còn ảnh gặp mình ở đây, từ ở bển ảnh chuyển về đây ở với mình, mà hai người cũng có cái cảm giác gì đó giống như là có thể đi gắn bó rồi. Dạ đúng rồi, mới gặp nhau mà ở cái chừng được một tháng mà cảm giác giống như là quen nhau đã 1-2 năm vậy. Tôi coi như là cũng nợ nần đó, kiếp trước rồi gia đình con làm hụi đó, rồi ông cũng có chơi hụi kiếp trước đó. Nhà con chắc cũng thiếu mấy đầu dây hụi của ông ấy, Như. Rồi anh hỏi chót, anh hỏi Dũng nha. Thế cái nụ hôn đầu tiên mà Dũng tặng cho cô ấy đó là dịp nào? When?
First kiss. When I first moved over, yeah. Like khi lần đầu chuẩn bị qua đây á, yeah. Chuẩn bị yêu nhau when qua đây. When we seen each other at the airport. Ngoài sân bay lần đầu tiên. Em có bất ngờ không Như? Dạ không, thấy cái đó là bình thường đối với người nước ngoài tại con á. Thì hồi đó giờ con có bạn trai toàn người nước ngoài không mà. À. Cho nên cái mấy cái chuyện đó nó bình thường. Phong tục đó nó phong tục nó bình thường. Như vậy là có nghĩa là mình ở sống chung với nhau bao lâu thì mình đi đăng ký kết hôn? Có đăng ký kết hôn chưa? Có, con đem lại giấy tờ trong năm nay mà chưa có xong hết. Tại vì dịch á, là trước đó ảnh xin cái giấy độc thân qua bên đây mà ảnh kêu con là đăng ký, nhưng mà lúc đó con chưa có tin tưởng anh này 100% nữa. Cho nên con cũng dần dừ thì sau 6 tháng đó thì cái giấy đó nó không còn hiệu lực nữa con. Rồi xong rồi lúc đó con thì con mới chịu là ok đăng ký giấy kết hôn thì nó không còn hiệu lực nữa. Rồi bây giờ đang đợi ở bển gửi giấy qua rồi đặng làm. Dạ. Nghĩ là chắc cũng gần xong. Nhưng mà mấy người bạn trai trước đó, mấy người bạn trai trước của Như á thì Như có dẫn về ra mắt ba mẹ không? Nhưng mà không có con quen nhau cỡ chừng 3 tháng là dẫn về rồi. Ai cũng vậy, tại vì gia đình cũng thoáng, mình xác định cái mối quan hệ nào á thì mình phải cho gia đình biết. Con Dũng. Dạ cũng Dũng vậy luôn chú. Dũng mà lần đầu tiên đến nhà Như gặp ba mẹ, Dũng có sợ không? Do you scare first time you come to my home? Sợ quá. Sợ quá. Just because I've never met I wasn't sure about the Vietnamese culture so much when I met her family. So it was a big change for me. But her family was very welcoming. And là hồi đó giờ anh chưa có tiếp xúc với văn hóa gia đình Việt Nam á, cho nên cũng sợ không có biết văn hóa nó như thế nào. Sợ nói không hiểu phải không? Dạ với lại gia đình con cũng dễ cho nên anh ok, anh không có sợ. Nhưng mà hôm đó là Dũng đâu có nói được câu tiếng Việt nào đúng không? Dạ chưa, cô không biết được tiếng Việt. Dũng là chỉ có nói chuyện với ba mẹ là thông qua Như thôi đúng không? Dạ, nhưng mà bây giờ thì nói chuyện được chút xíu. Hai mẹ con gọi FaceTime. Nhưng mà tiếng Việt á là Dũng có đi học ở một cái lớp nào không hay là em dạy cho Dũng? Dạ có, tại vì sau khi mà lần đầu tiên về gia đình con để tìm hiểu để ra mắt gia đình á, là ảnh bắt đầu là ảnh xin con học tiếng Việt. Anh nói là ảnh muốn xác định ở Việt Nam rồi, là xác định có cái gì đó rồi là phải biết tiếng Việt với lại nói chuyện với bố mẹ con. Cho nên ảnh đòi học, nhưng mà trong thời gian đó con cũng không cho anh học nữa. Anh năn nỉ hoài mà con không cho. Rồi xong ảnh mới nói nếu như mình suy nghĩ kết hôn mình ở với nhau phải biết tiếng Việt để cho nói chuyện với ba mẹ. Rồi cuối cùng là bây giờ là Dũng học tiếng Việt từ ở đâu? Từ dạ, cái nguồn có nào? cô giáo lại nhà dạy. Cô giáo. Sao học tiếng nhưng Việt? Nhưng mà tiếng Việt khó quá. Khó quá, đó là định hỏi đó. Có biết bài hát tiếng Việt nào không? Tiếng Việt. You can you sing Vietnamese hát được không? Yeah, được. Hát đi. Bài nào? Bài gì? Bài How What You Need to Sing. I need the song. Phải có nhạc mới hát được. Bài nào? Chỉ cần nói từng yêu, từng yêu, từng yêu. Từng yêu. Từng yêu. Từng yêu là từng của yêu. Ai quên à? Phan, Phan Như Anh. Phan Đăng gì đó. Hương Ly. Phan Như Anh à? Ồ. Dạ là. Dạ hát được. Hát được vài câu, hát cho anh nghe. You just sing like a short one. Không có nhạc, không nhớ đúng không? Có nhạc là nhát hát. Nhưng mà nghe nè, ổng rành tiếng Việt đến nỗi mà có bao giờ mà nói xấu vợ bằng tiếng Việt chưa? Trôn em á, có khi nào trôn con bằng tiếng Việt không? Cũng có, nhưng mà ảnh gành tiếng Việt nhưng mà chỉ biết mấy cái câu mà tầm bậy tầm bạ thôi à. Ví dụ rồi. Really? Coi như câu gì? Giống như hôm bữa. Chảnh chó là biết rồi đúng không? Chảnh chó, em cùi bắp. Ồ, cùi bắp em. Em cùi bắp. Rồi xong rồi hả, cái gì em ngu ngốc, kiểu vậy, không biết mấy cái từ. Nói đi, Dũng nói thử đi. Dũng cho anh vợ thử vài câu coi Dũng. You just say... bad word, yeah. Yes, like something... but don't not really bad. Not really bad. Oh well. What? Cái gì không nhớ hả? No, okay. Okay. I know too bad. Rồi. Vậy thì là các em là cho tới bây giờ là các em đã chính thức là vợ chồng là bao lâu rồi? Là 2 năm. Được 2 năm rồi. Dạ. Rồi. Rồi bây giờ là bắt đầu đến cái phần vui nè. Phần ổng có lòi ra tật xấu gì không? Con không biết cái này là phải tật xấu hay là không. Nó xấu mà là nó tốt. Là hay bực bội ổng. Ở nhà cô là quá điệu.
Quá điệu hả? Là cái tật đó là hay bị mình bực bội, con thì cái tính con chậm chạp, con cũng lâu. Mà gặp anh này ảnh chờ anh còn hơn mình nữa, cái đâm ra mình bị quạo. Ở nhà thì là không bao giờ mặc đồ xấu, mà lúc nào cũng tóc là phải mướt bóng bẫy cái kiểu đôi khi mình thấy mà chỉnh chu quá nó giống BD á cô. Hiểu không? Dạ. Hiểu. Giống như đang đói quá trời đói order đồ ăn, cái ráp người ta đợi dưới cái đi xuống lấy thì thay vì mặc đồ ở nhà mặc áo thun bình thường thôi. Đi xuống đi không chịu, vô thay đồ cái xịt nách xịt nước hoa rồi tùm lum hết trơn, làm hơi nó bị lố quá. Cái con cảm thấy con bực bội là hay cãi nhau mấy chuyện đó lúc ban đầu. Vậy đó hả? Xuống gặp shipper mà cũng coi như là cũng đánh quần đánh áo nữa. Một ngày là thay 4-5 bộ đồ. Wow. Rồi công việc nhà thì ai làm? Công việc nhà thì có chị giúp việc, nhưng mà làm hai người câu kiểu con cũng hơi khó chịu. Con làm phải vừa ý. Ông này em cũng khó chịu nhưng mà ông không bao giờ ông làm. Khó chịu, kỹ tính nhưng mà không có làm. Hiểu không? Hiểu không Dũng? Không hiểu. Say like, you this is cool, you like to clean or anything but you never do. I do, I clean the house or something. Xạo. Không xạo. Yeah, xạo. Không xạo mà. Rồi, còn tật xấu gì nữa không nè? Tật xấu gì ta? Nghĩa là cưng vợ quá mức, có cưng vợ dữ không? What bad things about me? Yeah, chiều là con nói thiệt là không có anh nào mà con nghĩ không có anh nào chiều vợ như anh này luôn. Bởi cái lý do đó là con mới xác định, con cảm thấy thoải mái, con mới xác định kết hôn với anh á. Mình ở cảm thấy thoải mái lắm, muốn đi chơi với bạn hay là muốn đi đâu, muốn làm gì làm, anh không nói tới. Có ghen không? Không bao hề ghen luôn cô, kiếm ghen không ra luôn. Vậy hả? Tin tưởng vợ. Rồi Như ngược lại, Như có ghen ảnh không? Con cũng không có ghen, nhưng mà có cái thời gian anh mới về Việt Nam á thì hai người cũng có chơi TikTok á, cũng nổi ở trên đó cô. Rồi cũng có mấy chị kia nhắn tin. Nhưng mà ảnh hay kết bạn đồ với ảnh. Còn ảnh thì anh hiểu, anh nghĩ ở bển thì cũng bình thường. Mà anh này thì cái tính anh không có mấy cái chuyện mà gái gú gì đó. Cho nên hả, anh kết bạn con thì con lại không thích. Giống như là ảnh kết bạn với cái người nào đó, ví dụ anh không hiểu nhưng mà người ta nghĩ cái anh này ảnh chắc ảnh cũng thích mình, cho nên ảnh mới chấp nhận. Mà còn cái anh này thì ảnh lại nghĩ cái đó là lịch sự. Cho nên cũng có cãi nhau vấn đề đó. Chút đỉnh thôi phải không? Dạ bây dạ. Bây giờ còn không? Dạ không, hết không rồi cô. Rồi bây giờ tới Dũng. What are bad things about you, right? Kể bằng tiếng Việt luôn. Nhiều hả? Em tức giận, quick, she get angry. Nhanh. Bực bội. Nhanh tức giận, nhanh bực bội. Đúng không? Very quick, nhanh. Mỗi lần tức giận thì cô ấy thể hiện như thế nào? Thấy just say anything. Cause she gets so angry, I need to calm her down. I need to go, calm down, calm down. But yeah, sometimes she just gets so angry too quick, and I don't know what to do sometimes. But I'm very patient, so that's why we work. She gets angry and I'm patient. Ông nói là ông rất là kiên nhẫn khi ông ở với con. Thì con là cái tính giống như là như đàn ông vậy đó, còn ông này cái tính ông như phụ nữ vậy đó. Hai người nó trái ngược nhau. Ông không bao giờ biết tức giận. Còn con là cái chuyện gì mà không phải cái đùng lên xong rồi 5 phút rồi thôi à. Đây là hiểu rồi đó, là nóng tính nè. Dạ. Nóng tính nè. Rồi còn cái gì nữa? And what's something? Always mua 1 hour. Buy clothes all the time. Can you speak Vietnamese? Cái gì? Mua 1 hour. Là gì? 1 hour. Mua quần áo mua nhiều quần quá. Nhiều lắm. Mua quần áo nhiều lắm. Mua quần áo nhiều lắm. Online shopping. Trời ơi. Trời ơi. Dũng ơi, mỗi lần mà cô ấy giận, giận, thường Dũng làm cái gì để cô hết giận? When I'm angry, what you do to make me calm down? I need to leave her alone. I need to leave the house sometimes or just try be nice or yeah, I try talk you down. Giống như là ví dụ như con giận người khác á, thì ảnh ở đó anh giống như ảnh khuyên, ảnh calm down xuống, ảnh nói chuyện. Còn mà con đang giận ảnh á thì là ảnh phải đi ra chỗ khác. Ảnh không có ở đó, ảnh càng nói là nó càng cái câu chuyện nó đi xa hơn. Chứ không có chọc ghẹo con để cho con bớt giận à? Có, là giống như là lúc đầu ảnh hay chọc ghẹo là ảnh hay làm trò làm này làm kia, nhưng mà con đang giống như là làm mặt cười và làm mấy cái chuyện như con nít vậy đó. Mà con thì con không thích đàn ông cái tính kiểu như nít, mà mình đang quạo mà thấy cái mặt ổng vậy nó còn quạo hơn nữa. Cho nên hả, con thấy không có vui. Cái mặt ổng làm sao đâu. What like you try to make me happy, like smiling when I'm angry, your face do it. What? Your face. Just smile at you. No, what like you do, you like you. You do something like that. No. Đâu đâu sao sao? I'm sorry.
Like, what do I do? I don't even know my face. Rồi, còn tật xấu gì nữa không? What bad thing? That's a bad thing that you get angry, but your mood can change so quick. What is it? Sang. Thay đổi nhanh. Sang. Sáng nắng chiều mưa. Sáng nắng chiều mưa. Sáng nắng chiều mưa. Học rất là nhiều. Nói chung là mấy cái nghĩa cùi cùi góc là làm rất là nhanh. Sáng nắng chiều mưa. Rồi bây giờ Dũng muốn dạo mình thay đổi điều gì? What you need me to change? Yeah, just try to be a little bit more patient when you don't know something and not get angry too quick. And then I'll try not to annoy you as well, and then okay. We'll be good. Là giống như là con phải cố gắng tập tính kiên nhẫn, không có quá dễ tức giận á, phải suy nghĩ cái đó rồi hả tức giận. Hay nổi điên đó. Dạ, còn ổng thì ông sẽ cố gắng thay đổi để không có làm phiền con hay nữa. Dạ, dạ. Nhưng mà còn con muốn thay Dũng thay đổi gì không? Thì con chắc muốn ổng thay đổi kiểu không có làm phiền con, bớt cà gỡn lại cô. À, tức là phải chững chạc lên, là gọi là sao, đàn ông gentleman lên hả? Là không có baby nữa hả? Dạ, với lại không có play game hết. Chơi game. Không có chơi game. Chơi game. Em nói với Dũng đi, nói với Dũng đi, Dũng hiểu đi. I want you to gently not play game much. Rồi cái kia nữa. And bớt. Lay not bê đê too much, lay bê đê, bê đê, not bê đê. Rồi trời ơi, là cảm ơn Như với lại Dũng tham gia chương trình này nha, dễ thương quá, hai người quá dễ thương, cuộc sống của con giờ quá hạnh phúc rồi, chỉ có chút là như thế này và hơn như thế nữa thôi. Nghe, rồi, xin cảm ơn em đã đến với chương trình. Thank you.